Cùng với phong phú các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh, tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024, không gian trải nghiệm làm gốm là địa điểm thú vị cho những ai yêu thích và muốn tự tay làm ra cho mình các sản phẩm gốm. Bà Quỳnh Thị Thùy Trang có hơn 30 năm gắn bó với công việc làm gốm tại làng nghề gạch gốm Mang Thích. Dịp Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh này là lần đầu tiên bà thực hiện quy trình làm gốm với các công đoạn tại một không gian mở, dưới sự dõi theo của người dân và du khách. Tôi cũng rất là vui, rất là tự hào về cái ngành nghề mình đã theo đuổi mấy chục năm. Thấy mọi người quan tâm vậy đó, mình cũng rất là mừng. Mong muốn là cái ngành này nó sẽ được phát triển lâu dài. Không gian trải nghiệm làm gốm được tổ chức đồng thời ở làng nghề gạch gốm tại kênh Thầy Cai và tại con đường gốm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Tại đây, người dân và du khách được xem, tìm hiểu quy trình làm gốm hoặc tự tay làm cho mình một sản phẩm gốm lưu niệm đơn giản dưới sự hướng dẫn của những người thợ. Dạ, từ khi lễ khai mạc diễn ra thì không gian của tụi em rất là được nhiều người hưởng ứng. Khách quan tâm đến trải nghiệm làm gốm nhiều hơn và khách cũng có hỏi một số điều liên quan tới quy trình làm gốm. Con thích tới đây hoạt động trải nghiệm gốm. Dạ, con làm được một con ếch, con mèo, con heo với lại một cái ly. Làm ra sản phẩm nó rất là vui. Không chỉ làm phong phú trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến với Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024, mà hoạt động trải nghiệm gốm còn góp phần giới thiệu, quảng bá, lưu giữ các giá trị văn hóa, nét đẹp sản xuất gắn với làng nghề gạch gốm truyền thống tự hào hơn trăm tuổi của Vĩnh Long.